Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm chè bánh lọt nha, ăn cùng với nước cốt dừa nè, có thêm mít và khóm nữa, ngon lắm các bạn. Mát mát lạnh nè, béo thơm từ nước cốt dừa. Một món chè mà mình có thể ăn nóng hay là ăn lạnh gì cũng ngon luôn á. Không có cần khuôn để làm bánh lọt. Một cái cách làm mới mà mình thấy ai cũng có thể áp dụng được, thành công ngon miệng. Chè thì nó dai dai, mềm mềm và nó có cái độ trong rất là hấp dẫn và dễ làm. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện món chè bánh lọt ngon thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây một chén bột năng 150g, 100g bột bắp nha, thì mình dùng hai loại này là 250g, 250ml nước lá dứa nè, mình xay ra từ 10 cái cọng lá dứa tươi á. Đầu tiên thì sẽ cho một muỗng canh bột năng vô trong cái chảo nè, rồi các bạn cho thêm 100ml nước lá dứa vô. Mình sẽ hòa tan cái phần bột này, khuấy cho nó tan ra nha, nó không có còn lợn cợn ốc trâu. Bắt lên trên bếp, để lửa nhỏ, các bạn sẽ khuấy đều để cho phần bột nó lấy trùng á, nó trong lại để chút nữa mình nhồi vào trong bột. Đây là cái cách đơn giản nhất luôn, không có cần nhồi bột cực khổ gì hết. Bắt đầu nó có hiện tượng trong lại nè, bột lỏng lắm nên là các bạn khuấy nó cũng dễ, không có khó ha. Mình cứ khuấy cho nó trong veo lại á, nó không có còn thấy cái bột đục nữa là được à. Rồi, vậy là được rồi đó, nó hết cái phần bột rồi nè, nó trong, rồi tắt bếp ha. Bây giờ thì sẽ cho hết bột bắp vô trong thao. Phần bột năng còn lại mình cũng cho vô hết luôn nha. Hòa đều hai cái loại bột này. Trộn sơn cái. Trộn cho hai loại bột nó đều với nhau một chút nữa mình trộn cho nó dễ. Rồi sẽ cho hết cái phần bột chính nè. Mình cho vô. Đây là cái bước lấy trùng bột để cho cái sợi bánh lọt của mình nó không có bị chảy á. Mình trộn đều một cái nha. Bột nó vẫn còn nóng lắm, các bạn sẽ trộn đi rồi chút mình hãy lấy tay mình bóp nó ra. Lấy tay các bạn sẽ bóp nó ra, nó vẫn còn ấm nóng nè. Mình nhanh tay mình làm, tại vì á muốn lấy trùng bột thì cái phần bột này nó phải nóng. Bóp cho nó tơi ra ha, cho nó đều cái phần bột sống á. Rồi nè, mình thấy nó tơi ra nè, nó đều rồi đó. Rồi bắt đầu lấy cái phần nước lá dứa hồi nãy còn dư lại á, 150ml nước lá dứa hồi nãy nè, các bạn sẽ cho vô từ từ ha, rồi cái mình bóp đều nó ra. Làm cách này không có cần nhồi bột cực khổ gì hết, cũng không có cần dùng đến khuôn mà mình ép luôn. Cứ nhồi mình cứ trộn cho nó đều à, chứ không có cần phải nhồi đâu các bạn. Mình trộn đều và cho hết cái phần nước lá dứa còn lại vô luôn. Đây phần bột của mình nó sẽ lỏng chảy vậy nè. Mình dùng tỷ lệ là một bột và một nước lá dứa luôn á. Dễ lắm, ăn nhiều hay ăn ít thì các bạn cứ làm theo như vậy thôi à. Rồi, nó lỏng và nó chảy vậy nè ha, là được rồi nè. Để làm cái bánh mình không có cần dùng khuôn, thì mình dùng ở đây là cái túi ni lông. Các bạn có bột nào thì mình dùng bột đó à, hoặc là mình dùng cái chai nhựa cũng được, nó cái mình đục lỗ ở trên cái nắp á, làm cách nào cũng được hết trơn, không có cần phải khuôn gì hết, cắt một lỗ. Nấu nồi nước sôi thì cho vô muỗng canh dầu ăn để cái sợi lọt nó bóng hơn. Rồi bây giờ nước đang sôi, các bạn để mức lửa trung bình, mình sẽ bóp đều cái bọc bột vô. Vừa bóp á các bạn vừa khuấy một vòng tròn vậy nè, bắt đầu cái sợi bột nó sẽ nổi lên trên mặt á. Cắt cái lỗ này nó nhỏ nên là nó ra cái sợi bột cũng nhỏ. Nếu các bạn thích cái sợi lọt nó to hơn á, thì mình cắt cái lỗ nó to hơn ha. Nó nổi đều lên trên mặt hết, vậy là được rồi nè. Rồi sẽ vớt lên hết cái phần này, đừng có ngâm ở trong nước sôi lâu nó cũng bị mềm. Thả liền vô trong cái thau nước cho cái sợi lọt nó giòn á. Rồi tiếp tục nha. Một lần á thì các bạn làm ít ít thôi, cho nó nổi lên trên hết rồi cái mình làm tiếp. Nhìn ngon quá nè, màu xanh tự nhiên từ lá dứa. Nó nổi đều hết lên trên là bột nó chín nè. Cờ cái vớt lên.
Wow, ngon quá, cái sợi lọt nó nhỏ nó đều quá. Mình cũng thả hết vô trong thao nước nha. Vừa vớt lên là các bạn thả vô trong thao nước liền, thao nước bình thường không có cần nước lạnh đâu. Để ngâm ở đó. Bây giờ quanh đây thì mình có chuẩn bị mít để ăn cùng nè. Mình sẽ gỡ những cái muối mít này ra, rồi cái một chút nữa sắc ra nhỏ nhỏ. Có thể nấu cùng với nước đường hoặc là mình để sống luôn cũng ngon. Mít đó thì ăn với bánh lọt đó là nó ngon rồi ha. Chè bánh lọt mà không có mít thì nó hơi không được thơm á. Rồi cái ngoài cái mít ra thì mình cũng có dùng thêm miếng khóm nữa. Phần khóm này thì mình dùng nửa trái này thôi. Sẽ xẻ nó ra rồi cắt cái cùi bỏ đi. Cái nước khóm này á, các bạn nấu vào trong nước đường á, nó thơm lắm. Giống như là chè trái cây vậy đó. Khóm này, mít này ha. Rồi sơ ri nữa. Trong video lần trước mình đã chia sẻ rồi đó. Cái món chè trái cây thanh mát. Vừa thơm mà vừa đậm đà. Cho hết cái phần khóm vô mình nấu. Rồi mình cho nước vô nửa lít ha, để nấu nước đường. Phần đường cũng cho vô luôn nè, 300 g đường sẽ cho hết vô. Rồi cho muối vô luôn. Các bạn sẽ bắt lên trên bếp nha. Mình nấu cho cái hỗn hợp nước đường này nó sôi lên và nó tan đường ra. Nấu quá thì khuấy gì này cho nó nhanh, không có cần phải nấu lâu. Bắt đầu nó sôi lên rồi nè. Phần đường nó cũng tan ra rồi nè. Tan hết phần đường ra. Thì cái nước khóm này nó vừa sôi là được rồi. Rồi cái mình cho phân nửa mít vô để cho nó thơm cái nước đường. Còn phân nửa thì mình chừa lại một chút nữa cho vào ăn sống luôn, không có cần nấu. Rồi tắt bếp liền ha, không có để lâu. Quay qua bên đây thì mình có chuẩn bị nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa này á, thì các bạn dùng cái nước cốt đặc đặc á, mình nấu lên chan vô nó mới ngon. Nước cốt này thì các bạn không cần nấu sôi nha, mình khuấy cho cái phần này nó chỉ cần sôi lăn tăn nhẹ nhẹ thôi, để mình ăn cùng á, để cả ngày nó không có bị hôi và nó cũng tốt nữa. Ăn nước cốt sống á, thì sợ không tốt. Quay trở lại bánh lọt. Bây giờ các bạn sẽ vớt nó lên, rồi cái mình để cho nó ráo nước, rồi cho trở lại cái thau. Bánh lọt này nếu mà ăn lạnh thì các bạn ngâm cùng với nước đá lạnh nha. Còn ăn nóng thì mình cho trực tiếp nước đường vô luôn. Rồi cái nước cốt dừa nè, mình cho vô một phần, còn phần thì mình cho thêm một chút đường và một chút muối, thêm chút xíu bột nữa để sẽ múc ra những cái ly nhỏ nhỏ. Đây là mình làm theo cái cách ăn nóng nè. Đây là nước cốt dừa nãy mình nói mình thắng nè. Cho thêm chút xíu bột gạo để mình thắng ra cái nước cốt dừa sệt. Ăn cùng với chè. Các bạn mà chưa thử cái chè bánh lọt ăn cùng với nước cốt dừa sệt này á, thì các bạn làm thử nha. Bảo đảm siêu ghiền luôn. Chan lên nè ha. Múc đến đâu là nó béo đến đó, ngon lắm. Cuối cùng là một chút đậu phộng rang. Chan thêm nước cốt dừa lên những cái ly này nữa. Còn nếu mà các bạn không thích thêm nước cốt dừa này á, thì mình cho thêm đá lạnh nha. Ăn cùng đá lạnh. Mình cho xong vậy thì nó cũng nguội rồi, nó không còn nóng đâu. Nên là mình ăn nó vẫn bình thường, vẫn mát, ngon ha. Mà nó béo lắm. Hấp dẫn ha. Những cái sợi lọt đều nhau nè, màu xanh tự nhiên từ lá dứa, kết hợp với mít và khóm nữa. Nước cốt dừa thì nó béo béo. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức nha. Chè bánh lọt nước cốt dừa. Sợi bánh lọt dai dai nè. Nước cốt nó béo ngon lắm. Độ ngọt cũng vừa, hòa cùng với cái mùi thơm từ nước đường khóm á. Ăn ngon mà nó mát miệng nữa. Một món chè giải khát, vừa hấp dẫn mà vừa mát, giải nhiệt cho mùa hè này ha. Chè bánh lọt thì mình thấy ai ai cũng thích hết. Mà kết hợp thêm nước cốt dừa nữa, lạ miệng này ha, mà ngon nữa. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.